Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa các quý đạo hữu. Hôm nay chúng ta tụng bài kinh nói về hạnh nguyện Bồ đề của Bồ Tát Sư Tử Hương. Tại sao trong ngày vía thành đạo của Đức Phổ Hiền Bồ Tát mà chúng ta lại tụng bài kinh về hạnh nguyện Bồ đề của Bồ Tát Sư Tử Hương? Là bởi vì bồ tát sư tử hương sau khi tu tập thì sẽ thành tựu quả vị phật ở thế giới có tên là thanh hương quang minh vô cấu thế mà sơ khởi phát cái phát tâm đầu tiên cái phát tâm bồ đề đầu tiên của vương tử mẫn đồ đối trước đức phật bảo tạ ngài lại phát nguyện thế này Thế Tôn, sở nguyện của con là ở ngay nơi thế giới bất tịnh này để tu hành đạo Bồ Tát, lại còn tu sửa trang nghiêm cho 10.000 thế giới bất tịnh, khiến cho đều được trang nghiêm thanh tịnh giống như thế giới thanh hương quang minh vô cấu. Đấy, tức là tu sửa 10.000 thế giới được thanh tịnh như thế giới thanh hương quang minh vô cấu. Chính vì thế cho nên hôm nay chúng ta mới tụng bài kinh hạnh nguyện bồ đề của bồ tát sư tử hương bởi vì bồ tát sư tử hương là tu tập các công đức để tạo lập ra một thế giới thanh tịnh một thế giới thanh tịnh đó là thế giới thanh hương quang minh vô cấu thế mà ở đây đức phổ hiền bồ tát ngài lại còn trang nghiêm là trang nghiêm cho 10 ngàn thế giới bất tịnh để trở thành cái thế giới thanh tịnh như là cái thế giới kia thì tức là cái nguyện và cái công đức mà tạo lập ra của Bồ Tát Phổ Hiền so với Bồ Tát Sư Tử Hương đã gấp 10.000 lần rồi các quý đạo hữu thế không? Thế vào bây giờ thì chúng ta bắt đầu bắt đầu chia sẻ với nhau về cái sự thanh tịnh của cái thế giới à, thanh hương quang minh vô cấu như thế nào? tức là ví dụ như ở cái thế giới mà ta bà này chúng ta đang sống đây này mà Bồ Tát phổ hiền ngài hành bao nhiêu tất cả các công đức khiến cho thế giới này nó tra nghiêm đến mức độ như thế cơ các quý đạo hữu ạ không biết là đến bao giờ đây mình thì cứ thấy người ác này chưa diệt xong người ác kia đã đã lên rồi thế mà ngài tu tất cả các công đức khiến cho tất cả các người ác đấy đều thiện hết cơ mà khiếp khủng đến mức độ như thế cái công đức mà Ngài tạo ra vô lượng vô biên Chúng ta phải nói là khủng khiếp Tức là to khủng Khiếp tức là làm cho chúng ta khiếp vía Nhìn nghĩ đến cái công đức của Ngài mà chúng ta khiếp vía Chúng ta mới khuyến hóa cho một người Chúng ta đã kể công rồi. <laughs> Thế ở đây Ngài làm thanh tịnh hết cả một thế giới này Hiểu không? Trở thành Thành trang nghiêm như thế Các quý đạo hữu Bây giờ chúng ta mới đọc qua cái thế giới được trang nghiêm thanh tịnh để chúng ta so với mấy, mấy cái công đức mà từ bất tịnh như chúng ta chúng ta đang chứng kiến cái thế giới bất tịnh này mà nó được trang nghiêm như thế này trang nghiêm như là cái cõi nước thanh hương quang minh vô cấu thì ngài bồ tát sư tử hương ngài sẽ tạo lập ra các công đức để cho ngài có được một cái thế giới này như thế này ngài bồ tát ta, sư tử hương ấy thì khi Ngài phát nguyện và được thọ ký, Ngài là Vương Tử Thiện Tý. Vương Tử Thiện Tý Bạch Phật, Bạch Thế Tôn sở nguyện của con là không muốn thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở cõi thế giới bất tịnh này. Tức là Ngài không 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 muốn thành tựu ở đó. Ở đây là giống như là Đức Phật Thích Ca chúng ta là thành tựu ở đây để cứu chúng sinh. Tức là thành tựu rồi mà vẫn tiếp tục cứu chúng sinh khổ. Thế nhưng Ngài thì không muốn thành tựu ở đây như vậy. Nguyện cho thế giới của con trong đời vị lai sẽ không có các cảnh giới địa ngục xúc sinh ngã quỷ. Thế cơ mà không có cái đấy. Ngài thành tựu ở chỗ đó. Không có nữ giới cho đến không có cả tên gọi cũng không có việc sinh ra từ bào thai. Không có các núi tu di, núi thiết vi lớn và nhỏ. Không có những chỗ núi đồi, gò nổng, cát đá dơ xấu gai góc gió độc rừng cây rậm rạp biển cả sông ngòi không có mặt trời mặt trăng ngày đêm không phân biệt không có những chỗ tối tăm hôi hám không có những cái chỗ đấy khi ngài thành tựu thì không cái thế giới đấy nó phải trang nghiêm như thế các loài chúng sinh đều không có tất cả sự bài tiết hôi hám từ đại tiểu tiện cho đến khạc nhỏ nước uh, chảy nước mũi tâm không phải nhận chịu những điều không vui khổ não, đất đai toàn bằng mã não, không có các thứ bụi đất chỉ dùng toàn trăm ngàn vô lượng các thứ chân châu để trang nghiêm tốt đẹp, không có các loại cây cỏ chỉ có loài hoa xinh đẹp, nhiệm màu là mạn đà la hoa, cùng đủ thứ các loại cây báu để tô điểm trang nghiêm, bên dưới những cây báu đó đều có lọng quý tuyệt đẹp. Lại có đủ thứ áo quần vòng hoa đủ thứ chuỗi anh lạc hương hoa kỹ nhạc các món báu vật các hoa báu xinh đẹp dùng những thứ như vậy để tô điểm trang sức cho cây báu anh ở đấy là từ các cảnh giới đã rất là thanh tịnh rồi đến con người cũng không có nữ nhân nữa, không có người nữ bởi vì người, người nữ thì còn người nữ còn người nam tức là ở đây chỉ đến là còn những cái ái nuyến là không có còn ái thì còn khổ Cho nên ở đấy không có một chút khổ nào Cho đến cây cối mọc ra mà ở trên cây còn những cái lọng báu Nó ở trên cây tức là rất là đẹp như thế Thì ở đây để chúng ta hiểu cái phần này Là cái thế giới đấy ở đâu ra Có phải là Bồ Tát Sư Tử Hương đi tìm một cái thế giới đấy để thành Phật ở đấy hay không Không phải mà Bồ Tát Sư Tử Hương phải tu tập các công đức Để cho mình tạo lập ra cho mình một cái thế giới đó rồi ở cái thế giới đó ngài mới thành phật ở đây tâm chú hoàn quán sẽ nói để cho các quý đạo hữu chúng ta hiểu ví dụ một người mà sinh ra ở một vùng đất cằn cỗi là ở miền núi cha mẹ là không có học không biết gì không biết một cái gì rất là khổ sở ăn không đủ mặc không đủ đấy một người sinh ra ở đấy miền núi đấy sau đó họ cố gắng đi học họ cố gắng phấn đấu họ cố gắng thành tài họ cố gắng thành tài, từ cái thành tài đó họ được đi đến cái cảnh giới khác. Họ được đi nước ngoài suốt, họ được làm việc ở nơi cao tốt. Đây tâm chiếu còn quán lấy ví dụ thôi, lấy một ví dụ nhỏ, ví dụ như hoa hậu à, hoa hậu Helen Tâm chiếu còn quán không đọc nổi cái tên của hoa hậu vì không biết tiếng tiếng như thế không gọi quen như thế. Hoa hậu Helen. Thế cô hoa hậu này thì cũng xuất phát từ một nơi rất là khổ phải không? tại vì cô ấy cũng là khi mà cô ấy được qua hậu cô ấy mang hết cái tiền tiền của mình về để cho làm đường cho bà con tấm lòng rất là cao quý ở đây là tâm chú quán ví dụ như thế để cho chúng ta dễ hình dung bây giờ thì cô ấy đi nước trong nước ngoài có phải cô ấy đổi cảnh giới chưa đổi hẳn cảnh giới rồi đi nước trong nước ngoài toàn là à, à, được sống cái cảnh sống nó khác hẳn đi rồi Thế thì đây là do công đức của cô ấy tạo lập lên cho cô ấy cái cảnh giới mới này. Đấy, cảnh giới cũ là cảnh giới cùng với làng bản của mình. Cảnh giới mới là đi với các sàn diễn, phải không? Đi với các đồ dùng rất là đắt tiền, được trang trí rất là đẹp, được người ca tụng tán thán. Tức người ta đi từ cảnh giới này đến cảnh giới kia. Đấy gọi là gì? Công đức người ta tạo lập cho người ta được, chứ không phải người khác tạo cho người ta được. Thì ở đây, Bồ Tát sư tử hương lúc đó là là vương tử thiện tý ngài cũng có phát nguyện là khi mà ngài tu hành bồ tát đạo ngài sẽ tu tất cả các công đức để cho ngài có được ở cái cảnh giới đó và ngài sẽ thành phật ở cảnh giới đó nói như thế để cho chúng ta hiểu nhé chứ không thì chúng ta lại không hiểu được là một người bình thường lại đòi đến cái chỗ đấy để mà thành Phật Chúng ta muốn đến được chỗ đấy thì chúng ta phải tạo lập các công đức Để chúng ta có được cái cảnh dưới đấy Và cảnh dưới đấy là có thật Ví dụ cô hoa hậu Helian kia, cô cũng phải mất rất là nhiều công sức chứ. Đi thi hoa hậu đâu có phải chuyện dễ đâu. Kiến thức rất là nhiều. Phải không? Kiến thức rất là nhiều phải học, lại còn cái tích lũy phước báo từ tiền kiếp mới được xinh đẹp như thế chứ. Đâu có phải chuyện bỗng dưng đâu mà lại có cái phước báo cũng có nhân duyên thì mới đi thi chứ nhiều người đẹp cũng không đi thi. Phải không? Rồi nhiều người đẹp cũng có thể là cũng có thể đẹp hơn nhưng cũng không trúng giải. Đấy, cho nên là phải là một quá trình tạo lập công đức từ tiền kiếp cho đến kiếp này. Thế cho nên là Bồ Tát Sư Tử Hương là Ngài phát cái nguyện khi Ngài còn là vương tử thiện tí. Ngài sẽ làm tất cả các công đức một cách chân thật để tạo ra một thế giới như vậy. Tạo ra một thế giới không có các cảnh địa ngục ngã quỷ súc sinh, không có người nữ, không có ngày và đêm, không có mặt trăng và mặt trời, không có núi thiết vi lớn nhỏ, không có những cái sự khổ đó rồi ngài thành phật ở đó tức là tự cho mình đến một thế giới trang nghiêm ví dụ như là những người người ta cũng rất là nghèo khổ người ta phấn đấu đến một cái danh vọng ví dụ như là bí thư hay chủ tịch nước chẳng hạn đấy là đến một cảnh giới khác đi một cảnh giới này đến một cảnh giới khác đúng không một người cũng rất là nghèo khổ rồi người ta đi làm thành tỷ phú người ta đổi từ cảnh giới này đến cảnh giới kia là công đức trí tuệ của người ta thì ở đây các vị Bồ Tát cũng muốn tạo lập cho mình một cảnh giới mới cũng bằng gì? Công đức và trí tuệ của mình. Cái cảnh giới đó khiến cho các vị Bồ Tát thường đến đó. Các quý đạo hữu ạ. Tâm Chúa Hoàn Quán đọc tiếp cái cảnh giới như thế này nữa. Trong thế giới ấy không có sự phân biệt ngày đêm chỉ dựa vào sự nở ra hay khép lại của hoa mà biết được thời gian là nó không bị như chúng ta là ngày và đêm. Ngày thì nhìn thấy còn đêm thì hãi hùng. Bóng tối vừa chùm xuống thì chúng ta sợ gì? Sợ ma quỷ, sợ rắn rết, sợ thằng trộm. Phải không? Sợ rất nhiều thứ bóng đêm khiến cho chúng ta rất là sợ. Sợ dẫm phải mảnh xanh, mảnh chai, sợ dẫm phải hố. Rất là sợ. Thế ở đây thì không có cái đó. Lúc nào cũng là sáng, không có tối. Đo thời gian chỉ bằng hoa lở thôi tức là hoa nở hoa nở này thì biết khác này là bao nhiêu khác này là bao nhiêu khác này là bao nhiêu Tập chú còn cắn đọc tiết ạ khi hoa khép lại có các vị bồ tát tự nhiên sinh ra giữa hoa tức là ở các thế giới khác mà có chúng sinh phát nguyện sinh về cõi nước thanh tịnh thì tự nhiên là các vị sẽ được sinh ở trong hoa đấy và hoa lở ra thì các vị được đi ra đấy À, chúng ta giống như tụng kinh A Di Đà mà chúng ta sinh vào trong hoa sen đấy chúng ta nhập thai vào hoa sen hoa lở ra cái là chúng ta đã thành người của thế giới tây phương đấy tức là nhập 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 thai bằng cách đó chứ không phải vào trong bụng mẹ khi sinh ra rồi liền được thấy đủ các sự trang nghiêm tốt đẹp của các pháp tam muội nhờ sức tam muội lại được nhìn thấy chư Phật hiện tại trong vô số thế giới mười phương, nhiều như số hạt bụi nhỏ ở nơi tam muội ấy chỉ trong khoảnh khắc của một niệm được có đủ sáu thần thông. Tức là ở trong cái thế giới đó, khi mà các Bồ Tát từ các cõi phương khác đủ công đức thì sẽ được sinh nên cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh đó. Và khi vừa mới sinh ra thì mới đắc luôn thần thông, sáu pháp thần thông và nhìn thấy các thế giới tức là được hưởng tất cả mọi sự vi diệu và trí tuệ nó được phát sinh ở trong những phần kinh tiếp theo thì nói đến rất là nhiều những cái cảnh giới trang nghiêm uh, của cái cõi nước uh, thanh hương quang minh vô cấu còn một phần nữa thì lại nói về đến quốc vị bồ tát ở cõi nước đó khi mạng chung thì thế nào ạ các vị Bồ Tát đến lúc mạng chung liền ngồi kiết già nhập hỏa định tự thiêu xác. Thiêu thân xác rồi, từ bốn phương liền có gió mát thổi đến nơi ấy, đưa xá lợi của các Bồ Tát đến những thế giới không có Phật ở khắp mười phương. Không bao lâu xá lợi ấy liền biến thành bảo châu mani cũng giống như bảo châu của vị Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu có chúng sinh nào nhìn thấy hoặc sờ vào được bảo châu mani ấy, liền không còn phải đọa vào ba đường ác. Rồi mãi cho đến khi thành tựu niết bàn, không lúc nào còn phải nhận chịu các sự khổ não, liền được xả bỏ thân ấy mà sinh về nơi hiện đang có Phật thuyết pháp ở các phương khác, thưa hỏi và thọ nhận chánh pháp nhiệm màu, phát tâm an ậu đa la tam miệu tam bồ đề, liền được địa vị không còn thối chuyển. Tức là các vị Bồ Tát ở trên cái cõi đấy thì họ không có thành tựu quả vị Phật ở trên cõi đấy. Cõi đấy chỉ có một mình vị yeah, Bồ Tát Sư Tử Hương là giáo chủ, là thành Phật ở đó thôi. Còn các vị Bồ Tát sinh ra ở đó được thành tựu rất là nhiều các Pháp. Thần thông được rất là nhiều sự vi diệu, nhiệm màu nhưng lại không thành tựu được cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác ở đó mà sau đó lại đi đến các cõi khác để thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác cơ đấy thì chúng ta phải biết là như vậy thế còn ở trong bài kinh hôm trước chúng ta tụng ấy thì bồ tát phổ hiền vương của chúng ta là làm cho thanh tịnh 10.000 cõi phật nhưng rồi lại để cho các vị bồ tát khác lên đấy để thành tựu vô thượng bồ đề ở trên đấy thế tức là còn vi diệu thù thắng hơn là các hạnh nguyện của Bồ Tát Sư Tử Vương mà muốn vi diệu thù thắng hơn thì phải tích tập nhiều công đức hơn. Đấy các quý đạo hữu thấy đúng không? Tức là chúng ta muốn có một cái kết quả này thì chúng ta phải tạo ra công đức này, nhưng chúng ta có muốn có một kết quả tốt đẹp hơn thì chúng ta phải thành tựu nhiều công đức hơn. Các quý đạo hữu ạ. Và Bồ Tát Sư Tử Hương thì về sau ngài cũng thành Phật, hiệu của ngài là thế này ạ trải qua các cõi Phật nhiều như những hạt bụi nhỏ trong số thế giới bằng số cát của bốn mươi hai con sông Hằng. Có một thế giới tên là Thanh Hương Quang Minh Vô Cấu. Ông sẽ ở nơi thế giới ấy mà thành tựu quả. An ẩu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hiệu là Quang Minh Vô Cấu. Kiên hương phong vương như nai, ứng cúng tránh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn tức là ngài ở trong cái thế giới thanh hương quang minh vô cấu cái thế giới thanh tịnh đó mà ngài thành phật và hiệu của ngài là như vậy kính thưa các quý đạo hữu bồ tát sư tử hương thành phật hiệu là như vậy ở trong thế giới trang nghiêm thanh tịnh đó là thế giới thanh hương quang minh vô cấu ở thế giới đó rất là trang nghiêm thế giới đó là do công đức hành bồ tát đạo của bồ tát sư tử hương trong cái số kiếp cũng rất là nhiều như vậy thế nhưng mà bồ tát phổ hiền thì cái công đức đấy lại vượt trội hơn rất là nhiều ngài tạo lập ra được 10.000 cái cõi giới thanh tịnh như vậy nhưng mà lại không dễ dàng như bồ tát sư tử hương bồ tát sư tử hương là tạo lập ra một thế giới mới nó giống như là cái chuyện là ở có một cái khu đất trống rồi chúng ta bắt đầu đến đấy xây một thành phố mới thì nó rất là nhàn hơn là chúng ta đã có một thành phố cũ rồi toàn là nhà ổ chuột toàn là công trình này công trình kia nó rất là sập sệ rồi đầy rác thải tức là bẩn thỉu rất là bẩn rồi giống như là chúng ta đang ở cõi này nó rất là là con người rất là tham lam ô trược rồi mà lại đi giáo hóa cho nó đấy trở thành một thế giới thanh tịnh có khó không? Thế còn ở kia là ngài tạo lập ra cái công đức từ đầu tạo lập ra đó là có cái cảnh giới thanh tịnh như vậy thì tất cả những chúng sinh tức là cảnh giới đó là cảnh giới thanh tịnh là tạo lập ra cảnh giới trước tức là cái tâm mình thanh tịnh và mình nguyện để cho mình có được cái cảnh giới sống là như thế và mình nguyện cái cảnh giới sống đấy của của mình thì sẽ có những người như thế về đây sống với mình. Thì nó lại còn dễ dàng hơn rất là nhiều. Tức là chúng ta đi xây một cái nhà rất là đẹp rồi và những cái nhà này nó là cái nhà khách sạn 5 sao rồi và cái nguyện của chúng ta ai đủ cái công đức của năm sao tức là số tiền đấy thì về đây tôi đón. Thế thì cái thế giới của Bồ Tát Sư Tử Hương cũng là như vậy. Tức là tạo ra một cái tâm của Ngài, cái công đức phước báo của Ngài tạo ra một cái thế giới vật chất nó trang nghiêm thanh tịnh như vậy và cái trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì các bậc bồ tát ở các nơi khác được sinh về đây được hưởng những thứ đấy và tiếp tục được thành tựu những cái cao hơn thì tâm chiếu còn có nói ví dụ như là mình đi làm mình có tiền mình xây ra một cái khách sạn năm sao như thế thì ai có đầy đủ cái số tiền như vậy số tiền cứ gọi là công đức như vậy thì được về đây ở đấy thế còn đây thì bồ tát phổ hiền thì lại là đến một cái nơi mà ổ chuột rất là bẩn thỉu rất là hôi hám tại vì nó được ví như cả địa ngục ngã quỷ súc sinh mà lẫn con người rất là khổ mà sửa chữa cái chỗ đấy để trở thành cái một cái cái khu khách sạn năm sao thì có phải là khó không khó thế mà lại còn nữa lại còn sửa tiếp nữa sửa là những con người ở đấy không thanh tịnh rồi lại trở thành những khách hạng sang là khách của khách sạn làm sao là khiến cho họ không có một từ cái chỗ là không có một chút công đức nào mà trở thành những người mà có đầy đủ công đức được hưởng cái cuộc sống của cái người đi nghỉ dưỡng ở những cái khách sạn làm sao đó các quý đại hữu nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái công đức nó vượt trội hơn chứ không phải là chỉ là gấp cái cõi giới là bằng 10.000 cái cõi giới của Bồ Tát Sư Tử Hương đâu. Không phải là chỉ có tạo ra 10.000 thế giới đó mà chuyển hóa từ 10.000 thế giới bất tịnh trở thành 10.000 thế giới thanh tịnh như vậy. Cái chúng sinh ở đó từ địa ngục ngã quỷ súc sinh mà họ được chuyển hóa hết, hết cái nghiệp vào trong đó để trở thành những vị Bồ Tát. Như vậy có phải là không biết đến bao giờ mới được. Chúng ta thì Đúng là chỉ may ra thì chỉ được đến gia đình mình thôi chứ còn trong gia đình mình không biết đến đời cháu của mình có được như thế nữa không Nếu mình chuyển hóa cho con mình thì may ra con mình được như thế còn không biết con mình có làm được cho cháu mình không Thế nhưng đây thì ngài làm hết cho cả 10.000 thế giới từ bất tĩnh trở thành thanh tịnh mà thanh tịnh như vậy tất cả những con người đó có tâm rất là lớn có cái phước rất là lớn như là những chúng Bồ Tát ở cõi thế giới Thanh hương Quang minh vô cấu thì cái bài kinh này thì chúng ta trong quá trình chúng ta đọc thì chúng ta đã thấy cái cảnh giới tươi đẹp cũng như là những cái công đức của các vị Bồ Tát, những cái phước báo rất là tốt đẹp, cao quý ở cái thế giới Thanh hương Quang minh vô cấu rồi thì từ đó chúng ta mới niệm được cái 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 ân của à, bồ tát phổ hiền ngài có ân đối với vô lượng vô biên rất là nhiều nhiều các chúng sinh vì ngài tạo lập công đức như thế mà trên ngài có rất là nhiều nhiều công đức chúng ta chỉ nói là vô lượng vô biên vô số công đức không thể tính đếm không thể nghĩ bàn được các quý đạo hữu ạ vậy thì ngài mới thành phật được và ngài thành Phật như vậy lợi ích không biết bao nhiêu thế giới, không biết bao nhiêu chúng chúng sinh. Thế mà chúng ta chỉ có một chút công đức thôi. Chúng ta khó làm. Chúng ta khó làm. Không làm được khó làm được. Hết từ đấy chúng ta mới sinh ra cái tâm hổ thẹn với những cái việc làm chấp ngã của mình, chấp danh của mình, chấp công của mình. Từ cái hổ thẹn đó, chúng ta mới phát sinh được cái sự tinh tấn trong công đức lục hòa, trong các phận sự lục hòa để chúng ta tạo được các cái công đức vô ngã, công đức vô ngã là chỉ vì lợi ích chúng hữu tình, chứ không phải là vì gì cho mình cả, không phải vì cái gì cho mình cả. Không phải vì danh cho mình, không phải vì chấp là tôi hơn hay là chấp là là tôi phải được mọi người khen, tôi đã làm cho mọi người quá nhiều mà mọi người không biết ơn tôi, phải không? Tôi làm như thế thì mọi người phải tôn trọng tôi, phải quý tôi. Chứ sao lại tôn trọng người kia lại quý người kia, tôi làm được nhiều công đức thế cơ mà. Nhá thế thì trong cái buổi thiền quán này chúng ta sẽ tư duy về cái công đức rất là cao tột. Trong cái sự phát nguyện Bồ đề của Đức Phổ Hiền Vương để cho chúng ta thấy hổ thẹn và chúng ta phát được cái tâm tinh tấn. Phát được cái tâm tinh tấn. Chúng ta hãy phát cái tâm rằng một việc nhỏ này của con cũng phải là trong công đức ba la mật vô ngã. Và con sẽ dùng công đức này để mà phát đại nguyện lớn vô lượng vô biên kiếp về sau luôn luôn nương đức của các Bồ Tát lớn mà thực hành các công đức ba la mật cho đến ngày con được Đức Phật thọ ký. Khi được Đức Phật thọ ký, con sẽ phát những lời nguyện dũng mạnh học theo Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nhé. Kính thưa các quý đạo hữu, trong cái phần à, quán chiếu này của chúng ta thì có cái à, tựa đề đó là Quán chiếu công đức để được phát đại nguyện Chúng ta mới là được phát đại nguyện Tức là cái công đức của chúng ta tích tập các công đức ba la mật Công đức lục hòa cái Quán chiếu của chúng ta tích tập được cái công đức lục hòa Là công đức ba la mật để đến lúc chúng ta được phát cái đại nguyện Thì đề mục thứ nhất là tư duy về Công đức phát nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, đề mục thứ hai là phát nguyện tích tập các công đức ba la mật khi thực hành các pháp lục hòa. Và cái đề mục thứ ba là mong nguyện bao giờ được Đức Phật thọ ký thì sẽ phát được đại nguyện lớn như Đức Phổ Hiền Bồ Tát. nghe các quý đạo hữu, tức là chúng ta phải tích tập các công đức ba la mật thông qua sáu pháp lục hòa ngay từ bây giờ để cho chúng ta sau này được gặp Đức Phật thọ ký cho chúng ta và chúng ta mong nguyện là khi mà Đức Phật thọ ký cho chúng ta thì nương cái công đức mà chúng ta đã tích tập các pháp ba la mật này chúng ta sẽ phát được đại nguyện lớn như là Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Chúc các quý đạo hữu có buổi thiền quán được nhiều lợi ích tăng thượng tâm bồ đề rộng lớn để chúng ta cùng nhau làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh trong các kiếp vị lai sinh tử phát nguyện hành bồ tát đạo và để cùng nhau cầu vô thượng bồ đề làm được một mảy công đức ba la mật nào một mảy công đức vô ngã nào chúng ta cũng hồi hướng hết cho chúng sinh hồi hướng về vô thượng Bồ đề. Ví dụ như là chúng ta đang vì các vong linh oan gia trái chủ của chúng ta vì chúng ta là thấp mà mà phát nguyện Bồ đề mà làm các công đức hồi hướng cho họ thì đây cũng là vì các chúng sinh. Đấy. Nhưng mà nó ở cái bước sơ khởi phát Bồ đề nguyện, thực hành Bồ đề hạnh, chúc các quý đạo hữu tinh tấn. Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you